Xin chào các bác, hôm nay em xin giới thiệu các bác mẫu máy quạt thóc, quạt lúa, quạt tiêu hoặc là có thể quạt gạo lứt, mẫu mới, mẫu vỏ mới, còn tất cả các chức năng thì vẫn như cái mẫu máy vỏ cũ, có cái điều điều chỉnh tốc độ gió, đây là cái điều gì xuống ít xuống nhiều, đây là cái núm điều chỉnh chắn gió. Ở đây thì là cái mẫu máy mới, là cái mẫu máy vọc nhám các bạn, thì nó chắc chắn hơn, khỏe hơn. Còn về cái kích thước và cân nặng, chiều cao thì nó vẫn như cái máy cũ. Mẫu máy vỏ nhám chắc chắn hơn, cứng cáp hơn. Các bác có nhu cầu muốn mua máy quạt thóc thì liên hệ với em theo số điện thoại 0971 709 263. Xin cảm ơn các bạn.